vốn Chúa gọi con về, con đi theo Chúa từ nhân. Trần thế chỉ là phù phiếm, con thêm vương vấn khóc than. Giờ Chúa đến dù bất ngờ, con không bối rối sợ lo. Người thân khóc nhớ thương con, vì phải xa cách biệt ly. Giờ phút Chúa gọi con về, ra đi không chút sầu đau. Vật chất vẫn còn nặng trĩu, đầy kho châu báu ích chi. Giờ Chúa đến dù lúc nào, con không lo lắng buồn đau. Tình yêu Chúa dẫn đưa con vào hương ánh sáng. Mà Ngài không chấp tội con.